Hello, Cảnh Phạm Audio xin chào tất cả anh em yêu âm thanh mọi miền trên toàn quốc. Một kênh âm thanh chuyên hàng Mỹ, Nhật, Pro. Nay mình mới về được mấy em đầu rẻ mã hàng nội địa Nhật nhé. Điện 100V, đàn lông, tách áp, Sony. Binder, rất nhiều mô đen. Sau đây mình xin giới thiệu qua một em Equine ADC thương hiệu đến từ Mỹ. Trên cùng kia là phần Equine Menger Tech quay cổ điển của Nhật. Đàn lông 1000, tách áp M5, Soli GA700, GA700 4 con nhé. Đợt lông 150, Sony D2 nhé, tách áp. Anh em quan tâm sản phẩm nào xin liên hệ theo số điện thoại của mình, giao hàng toàn quốc. Bên mình một kênh chuyên hàng bãi tuyển chọn đẹp trực tiếp luôn, hàng chuyên hàng nội địa Nhật, nhập trực tiếp bên nước ngoài về.